Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng bóng đá. Kính thưa quý vị, đội tuyển Myanmar cũng là một đội bóng có biệt danh là những chú sư tử, nhưng đội bóng này bây giờ không còn hùng mạnh giống như khoảng 6 năm về trước. Thiếu đi yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa, dường như phải mất rất nhiều năm nữa bóng đá Myanmar mới có thể trở lại được. Đội tuyển Myanmar liệu có mạnh không? Câu trả lời vẫn là rất mạnh, nhưng đó là trong trường hợp họ triệu tập được những tuyển thủ tốt nhất. Tiếc thay, đó chỉ là viễn cảnh lý tưởng cho bóng đá Myanmar, một đội tuyển đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi những biến động địa chính trị trong nước này. Năm 2014, người hâm mộ bóng đá Việt Nam phát cuồng với thế hệ cầu thủ U-19 của những công phượng Tuấn Anh, Xuân Trường, v.v. Cách Việt Nam không xa lắm, Myanmar cũng chứng kiến một lứa cầu thủ xuất sắc gồm có Aung Thu, Hain Bobo, v.v. Xét về sự đồng đều, U19 Myanmar thời điểm đó thậm chí còn có phần nhỉnh hơn so với U19 Việt Nam. hẳn là công phượng và các đồng đội vẫn còn nhớ như in những trận đối đầu với U19 Myanmar vào khoảng 8-9 năm về trước. Những chú sư tử cho thấy họ không phải là đội tuyển yếu ớt co cụm để chịu trận như trước. Aung Thu và các đồng đội không ngại tranh cướp bóng, gây áp lực lên đối phương ở mọi trận đấu mà họ ra quân. Dấu ấn lớn nhất của thế hệ cầu thủ Myanmar sinh năm 1995-1996 là tấm vé tham dự U20 World Cup 2015. Đó là lần đầu tiên bóng đá Myanmar có mặt ở một giải đấu thế giới kể từ Olympic Munich 1972. Phải mất đến hơn 4 thập niên, Myanmar mới có được một lứa cầu thủ giúp cho họ thoát khỏi hình ảnh của một đội bóng nhược tiểu. Một năm sau kỳ tích giành vé dự U20 World Cup, Aung Thu và các đồng đội được triệu tập lên đội tuyển quốc gia đó chính là nòng cốt cho đội hình. Myanmar tham dự AFF Cup 2016, đây là giải đấu mà họ đã chơi sòng phẳng với mọi đội bóng mà họ đối đầu, thậm chí chủ động kiểm soát bóng như là một đội bóng cửa trên. Ở tại vòng bảng giải đấu năm đó, Myanmar chỉ chịu thua sát nút trước Việt Nam với tỷ số 1-2 ở trong trận mở màn. Nhưng ở hai trận còn lại, Myanmar đã khiến cho người hâm mộ kinh ngạc bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và Malaysia. Ngay cả những khán giả lạc quan nhất của bóng đá Myanmar hẳn cũng không thể tưởng tượng ra viễn cảnh là họ có thể đánh bại được cả Malaysia, cường quốc bóng đá Đông Nam Á. Những năm tiếp theo, bóng đá Myanmar tiếp tục là ẩn số ở những giải đấu quốc tế. Mọi đội bóng họ đối đầu đều phải dè chừng trước một đội tuyển đang bước vào giai đoạn hoàng kim. Bước vào vòng loại World Cup 2022, Myanmar cũng khởi đầu không tồi ở một bảng đấu có sự góp mặt của những Nhật Bản, Kyrgyzstan, Tajikistan và Mông Cổ. Trong giai đoạn hoàng kim, bóng đá Myanmar thậm chí còn hút được những huấn luyện viên ở Âu Mỹ từ Thái Lan và Việt Nam đến để làm việc với mức lương rất cao. Họ cũng là một trong số ít các nước ở khu vực Đông Nam Á có huấn luyện viên trưởng riêng ở đội tuyển quốc gia và đội U23. Họ làm được điều này khi mà bóng đá Việt Nam và Thái Lan vẫn dùng chung một huấn luyện viên cho cả hai đội tuyển. Huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia đó là ông Anthony Hay cũng như là huấn luyện viên đội U23 ông Veliza Popov đều là những chiến lược gia tốt họ am hiểu bóng đá khu vực Đông Nam Á. Anthony Hay còn nhận tín nhiệm cao tới mức mà được đội tuyển Myanmar tái bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tròn một năm sau khi ông bị sa thải. Chuỗi trận ấn tượng của bóng đá Myanmar đã khép lại khi năm 2019 kết thúc. Bước sang năm 2020, mọi hoạt động bóng đá quốc tế phải dừng lại vì dịch COVID-19. Nhưng với bóng đá Myanmar, họ còn phải chứng kiến một sự cố khác. Những biến động địa chính trị ở quốc gia này đã làm cho đội tuyển quốc gia tan đàn xẻ nghé. Đầu năm 2021, Myanmar xảy ra binh biến, thượng tầng bóng đá nước này gần như là không thay đổi, nhưng nội bộ đội tuyển thì lại hoàn toàn khác. Một nhóm cầu thủ Myanmar dẫn đầu là Aung Thu đã từ chối khoác áo đội tuyển quốc gia. Đây là nguyên nhân chính khiến cho đội tuyển Myanmar thi đấu ngày một đi xuống trong khoảng gần 2 năm qua tháng 3 năm 2021, Myanmar trở lại lần đầu tiên sau đại dịch COVID-19. Đó là trận đấu thuộc vòng loại World Cup, nơi mà họ đã bị Nhật Bản vùi dập với 10 bàn thua. Trong hai trận đấu tiếp theo, đội tuyển nước này lần lượt để thua Kyrgyzstan với tỷ số 1-8 và thua Tajikistan với tỷ số 0-4. Đó đều là những thất bại bẽ bàng của những chú sư tử. Kể từ sau đại dịch COVID-19, Myanmar mới chỉ thắng đúng một trận ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đó là chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste ở vòng bảng AFF Cup 2020. Đến kỳ AFF Cup năm nay, Myanmar tiếp tục cho thấy phong độ thiếu thuyết phục. Họ lần lượt để thua Malaysia, Singapore và chỉ cầm hòa được với đội tuyển Lào. Những chiến lược gia từng giúp cho Myanmar trở thành một thế lực ở Đông Nam Á giờ đây cũng đã dần ra đi. Huấn luyện viên Veliza Popov đến Việt Nam để làm thuyền trưởng của câu lạc bộ Thanh Hóa. Ông Anthony Hay có vẻ cũng sẽ không ở lại lâu sau AFF Cup lần này. Không ai muốn tiếp tục gắn bó với một đội bóng liên tục thua và không có dấu hiệu tiến bộ. Đội tuyển Myanmar bây giờ có cần Aung Thu hay không? Chắc chắn là có rồi. Từ một đội bóng toàn diện, giờ đây họ thi đấu yếu ớt trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Những chú sư tử ngày nào đã từng đánh bại Malaysia, giờ đây lại thi đấu ngang ngửa với Lào, thậm chí còn bị lép vế trước cả Campuchia. Về phần Aung Thu, hẳn nhiên là Messi Myanmar cũng khát khao trở lại đội tuyển quốc gia để chứng tỏ bản thân. Anh đã thi đấu rất nhạt nhòa trong mùa giải gần nhất khoác áo đội bóng của Thái Lan là Buriram United, nhưng một tấm gương đã vỡ thì không thể nào lành lại được. Ngay trở về đội tuyển Myanmar của Aung Thu sẽ còn rất xa nếu như mọi thứ không có gì thay đổi. Trở lại với thực tại, vào tối mai Myanmar sẽ còn một trận đấu thủ tục nữa với đội tuyển Việt Nam trước khi chính thức nói lời chia tay với AFF Cup 2022. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của vòng bảng, nơi các học trò của huấn luyện viên Anthony Hay sẽ chiến đấu vì danh dự chứ không phải là điểm số. Nếu như hòa hoặc chiến thắng đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tiến thẳng vào bán kết. Trong trường hợp giành ngôi đầu bảng B, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng A ở trên sân khách vào ngày 6 tháng 1. So với các đối thủ ở bảng A, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nghỉ ít hơn một ngày. Do đó, huấn luyện viên Park Hang-seo nhấn mạnh rằng ông cần toan tính thể lực và phong độ cho các học trò, đồng thời chờ đợi loạt trận hạ màn bảng A diễn ra vào tối hôm nay để xây dựng các kịch bản khác nhau cho đội tuyển Việt Nam. Nói về trận đấu với chủ nhà Việt Nam, huấn luyện viên Anthony Hay của Myanmar tỏ ra rất quyết tâm trong việc tạo bất ngờ. Ông đã nói rằng đây là lần đầu tiên tôi đến việt nam và tôi cũng đang rất phấn khích khi chuẩn bị được đọ sức với một trong những đội bóng mạnh nhất ở đông nam á tôi thực sự tiếc khi mà myanmar đã không thể giành vé vào bán kết tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra một bất ngờ cuối cùng ở những trận đấu đã qua chúng tôi đều làm chủ thế trận tạo ra nhiều cú sút nhưng không thể hoàn thành được mục tiêu chiến thắng tuyển việt nam thì khác nhìn vào những con số thống kê có thể thấy rằng việt nam ấn tượng hơn myanmar họ cũng có thủ môn giỏi giúp cho đội chưa phải nhận bàn thua nào trận này chúng tôi thiếu vắng đội trưởng và thủ môn của chúng tôi cũng đang gặp chấn thương tuy nhiên myanmar vẫn còn nhiều cầu thủ tốt có kinh nghiệm thi đấu quốc tế tôi cũng muốn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ tôi biết điều gì là cần thiết cho đội Trước giờ bóng lăn, giới mộ điệu đều đánh giá rằng chiến thắng sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam và 3 điểm sẽ khó lòng thoát khỏi tay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Dẫu rằng Myanmar hoàn toàn có thể chiến đấu hết mình bởi vì không bị đè nặng về mặt tâm lý. Vẫn biết là như thế từ việc đánh giá tương quan lực lượng đôi bên. song đội tuyển Việt Nam hình như là vẫn đang dẫn dắt cảm xúc của chúng ta vào những cung bậc thất thường như thế. Đừng nói với tôi rằng bạn không cảm thấy lo âu, không cảm thấy buồn phiền dù chỉ có thể là một chút ít. Khi mà các cầu thủ của chúng ta hòa Singapore ở lượt đấu mà nếu như giành chiến thắng thì chúng ta đã đi thẳng vào bán kết AFF Cup 2022 và biến trận đấu cuối cùng của vòng bảng trở thành một trận đấu chỉ mang tính chất thủ tục mà thôi. Nhưng cũng đừng nói với tôi rằng bạn không lạc quan để tin rằng tuyển Việt Nam sẽ làm được điều mà Thầy Park đã từng tuyên bố là chúng tôi sẽ thắng Myanmar để giữ vững ngôi đầu bảng. Vết xe đổ của AFF Cup 2020 sẽ không lặp lại. Chúng ta phải tin bởi chúng ta yêu tuyển Việt Nam, chúng ta phải tin bởi chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin. Huấn luyện viên Trần Công Minh đã từng chia sẻ rằng khi còn khoác áo cầu thủ, tôi và các đồng đội của tuyển Việt Nam cũng vài ba phen đứng trước tình cảnh ngặt nghèo, có lần chỉ cần hòa ở lượt đấu cuối cùng, có lần bắt buộc phải thắng thì mới đi tiếp, áp lực lớn đến mức mà không thể đong đếm được nhưng anh em nhìn vào mắt nhau, trụm tay nhau để hiểu rằng chỉ có sự đoàn kết nhất trí, đồng lòng về tinh thần, sáng suốt về đấu pháp thì mọi thử thách sẽ vượt qua được. Tuyển Việt Nam lúc này có áp lực nhưng tôi nghĩ là huấn luyện viên Park Hang-seo giải quyết được vấn đề tâm lý. Xét về cục diện, chúng ta vẫn còn quyền tự quyết. Nếu như thắng Myanmar, dĩ nhiên là Việt Nam được 10 điểm và có thể sẽ vẫn đứng đầu bảng B nếu như hòa thì có thể rơi xuống vị trí thứ hai. Trong trường hợp kể cả thua nhưng cách biệt chỉ 6 bàn mà Malaysia đánh bại Singapore, tuyển Việt Nam cũng vẫn vào bán kết. Có thêm trường hợp bất lợi khác nhưng có lẽ không nên kể ra ở đây bởi như tôi đã nhấn mạnh ở trên, chúng ta có cơ sở để đặt niềm tin là tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Myanmar. Với riêng tôi, cơ sở của niềm tin ấy là gì? Thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện tại của đội tuyển có một phong cách hết sức đặc biệt. Họ chứng chạc chuyên nghiệp, yêu nghề, giao tiếp tốt mà bản thân thế hệ đi trước như chúng tôi nhiều điều còn phải học tập. Lối chơi của đội tuyển Việt Nam hiện tại là khá đa dạng, di chuyển không bóng rất hay, sử dụng bóng ngắn nhuần nhuyễn, có thể áp đặt được lên đối phương. Chúng ta phản công sắc, phòng thủ cũng không tồi. Tôi không biết là tôi yêu ai nhất ở đội tuyển Việt Nam và cầu thủ nào khiến cho tôi hâm mộ nhất, bởi vì hình như tôi yêu tất cả. Mỗi mảnh ghép đều có màu sắc riêng, cá tính riêng, năng lực riêng. Những mảnh ghép ấy đang tạo nên bức tranh hài hòa mà họa sĩ tài hoa không ai khác chính là huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các cộng sự. Dĩ nhiên, trên con đường đến với vinh quang, không có con đường nào là bằng phẳng một cách tuyệt đối, chúng ta vẫn vấp chỗ nọ chỗ kia nhưng lại đứng dậy một cách mạnh mẽ, đường hoàng và tỉnh táo. Hãy chờ đợi sân Mỹ Đình lại bùng nổ vào ngày mai, ngày mùng 3 tháng 1, trận đấu đầu tiên của bóng đá Việt Nam khởi đầu năm 2023. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dông vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.